Thưa quý vị, còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, công tác chuẩn bị được Ủy ban bầu cử các cấp triển khai chú đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ, đặc biệt công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh, đảm bảo mọi người dân đều biết và ý thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử. Theo Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố, đến nay các công việc triển khai đều đã được thực hiện nghiêm, đúng, đủ, trong đó có việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai công tác chỉ đạo điều hành về bầu cử tổ chức phiên họp thứ hai của ủy ban bầu cử thành phố ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố đã họp triển khai nhiệm vụ bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.